chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như là quý khán giả tại Las Vegas trên băng tần 26.9. Mỹ Linh đang có mặt tại Hoover Dam, một trong những con đập nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Và đây cũng là một nơi không thể nào bỏ qua khi quý vị đến với Las Vegas. Và ngày hôm nay, Mỹ Linh mời quý vị đến thăm một cái đập rất là nổi tiếng, đập Hoover Dam. Và quý vị thấy là ở ngay phía dưới nè, là đây là dòng xe cộ mà mọi người đang đến để mà thăm ở Hoover Dam. Thưa quý vị, đây là ngày trong tuần, là ngày thứ ba, nhưng mà mọi người vẫn đến rất đông, là quý vị có thể tưởng tượng ngày cuối tuần còn đông như thế nào nữa. Và thưa quý vị, là khi mà bước vào bên trong, mình sẽ phải đi qua một cái trạm security check, ở trạm kiểm soát, để mà chắc chắn là đập này an toàn. Tại vì nếu như mà có khủng bố hay có bất kỳ điều gì xảy ra mà con đập này bị phá vỡ, nó sẽ gây lục lội cho rất là nhiều nơi, khủng khiếp lắm. Cho nên là luôn luôn phải chắc chắn là con đập này được an toàn. Cho nên là sẽ có kiểm soát khi mà quý vị bước vào bên trong đập. Và nhiều người đã đến đây, họ đi xe rồi họ parking ở đây, rồi xong sau đó thì đi bộ để có thể nhìn ngắm toàn cảnh khu vực này. Và Mỹ Linh đến thì vẫn đang còn trong mùa dịch COVID-19, cho nên là khu Visit Center làm những cái tour đó thì không có thực hiện. Và cho nên Mỹ Linh sẽ không có mời quý vị đi tham dự những cái tour tại Hoover Dam được. Nhưng mình có thể tự đi coi, tự thăm ở bên ngoài được mà không có cần phải đi tour. Cho nên là chúng ta sẽ đi thăm ở bên ngoài con đập Hoover Dam ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó ở phía dưới đó là Visit Center, là nơi mà mọi người có thể đến để mà lấy những thông tin, để tìm hiểu, để mua tour. Nhưng mà hôm nay thì sẽ không có tour được. Thưa quý vị, họ tạm đóng cửa cho vì mùa dịch, để mà making sure là không có tụ tập đông người đó. Nhưng mà ở bên ngoài khu vực này thì tất cả mọi người đều có thể đến để mà thăm. Quý vị, ngay sau khi mà mình bước xuống khỏi cầu thang đó thì mình có thể gọi là đến được ngay một cái nơi ha, để mà quan sát coi thử ở đây có những thông tin nào đó. Như quý vị thấy nè, mọi người đang đứng coi để mà tìm hiểu là có những thông tin nào, những nơi nào nên đến, những nơi nào nên ghé thăm ở tại Hoover Dam thì mình đều nhìn thấy hết. Cho nên là ở đây cũng hay lắm nha quý vị nha, có đầy đủ tất cả thông tin rồi. Trên tay Mỹ Linh thì đang cầm một cái tờ hướng dẫn để mình biết được có Hoover Dam như thế nào đó, rất là rõ ràng nè. Rồi xong mình sẽ coi cho mình biết được những cái mốc thời điểm quan trọng của Hoover Dam nha quý vị nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm Hoover Dam ha. Và sau khi mà đã tìm hiểu kỹ những cái bảng này thì coi mình nên đi đến những địa điểm nào của Hoover Dam nhé. Dạ, đây là tấm bảng gọi là những điểm cột mốc đáng ghi nhớ của Hoover Dam, hoặc là những gì đặc biệt của Hoover Dam ở đây ha. Rồi chúng ta thấy là lá cờ nước Mỹ đã gọi là tung bay trên bầu trời của Hoover Dam tại OK, với là OK cũng như là certification. Đó, đây ha. Quý vị thấy nha. Tiếp đến nữa là Hoover Dam cũng được gọi là in hình của mình trên những cái gọi là lá bài để mà chơi bài đó, để mà nhớ đến Hoover Dam. Rồi tiếp đến là transmission cable, là cái đường ống dẫn, cũng được tưởng niệm ở đây. Rồi copper plate nè, đó, một cái tấm bằng đồng ha. Rồi cũng như là một cái tấm đồng khác. Rồi để đây để tưởng nhớ. Cái này là được làm năm 2015 ha. Có những quyển gọi là những cái sách tìm hiểu về Hoover Dam 100% đã sold out hết. Cho nên là có rất là nhiều điều để chúng ta tìm hiểu. Và đây chính là bản đồ của Hoover Dam. Và bây giờ thì nó được điều hành bởi cái công ty gọi là Reclamation Management Water in the West. Yeah. Đây là công ty mà điều hành ở Hoover Dam bây giờ, thưa quý vị. Ở đây là cái đường ống Power Plant, nó nằm ở dưới này ha, là đường ống chính để mà dẫn chúng ta gọi là nó thực hiện ra điện năng ngay tại cái Power Plant này, thưa quý vị. Mỗi năm Hoover Dam sản xuất trên 2.000 MW điện, thưa quý vị. Đây, và chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm Hoover Dam nha. Và thưa quý vị, ở phía sau lưng Mỹ Linh đó là một cái gọi là quán cà phê, hay được gọi là Hoover Dam Cafe, để mà mình có thể ăn uống nữa. Và có một, ở bên phía sau đó thì có một cái quầy nhỏ nhỏ để mình cũng bán đồ ăn, nhưng mà hôm nay thì đóng cửa. Còn ở bên ngoài thì mọi người vẫn đang có bàn để mà ngồi ăn uống ở bên ngoài nè.
Đó, cũng đông lắm thưa quý vị. Yahoo và Đàm Cà Phê ngay phía sau lưng. Và phía trước mặt Mỹ Linh là Visit Center. Mình cùng đến thăm và mình đi lần lượt để mà quan sát nơi này nha. Kính mời quý vị cùng theo chân Mỹ Linh. Và thực sự là có rất nhiều người đến thăm. Bây giờ là mùa xuân, thời tiết cũng rất là tốt tại Nevada. Tháng 3, tháng 4 thời tiết ở tại Nevada đẹp lắm thưa quý vị. Không có bị khó chịu, không có quá nóng, không quá lạnh. Mà cũng tương đối nữa. Tại vì hôm nay Mỹ Linh sợ là lạnh lắm cho nên mặc cái áo khoác này hơi dày một chút xíu. Nhưng mà thực chất là không cần mặc áo khoác dày đến vậy đâu. Thời tiết cũng rất là dễ chịu đó. Cho nên là quý vị, Mỹ Linh nghĩ là quý vị nên chọn tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 10 để đến với Las Vegas. Còn những tháng khác Las Vegas rất nóng. Tháng 6, tháng 7 đi Las Vegas cũng đẹp nhưng mà nóng quá thưa quý vị. Hơn 100 độ lận, tại đây là sa mạc mà. Cho nên là đây ở khu vực rừng núi nhiều lắm. Chúng ta sẽ cùng coi nha. Quý vị thấy không? Đây là dòng người nè. Họ đi tour, họ đi chơi, đi thăm rất là đông. Và đây dãy núi nè, người ta đã đâm xuyên qua núi, gọi là khoét đục luôn cả cái ngọn núi này để mà có thể hình thành được Hoover Dam. Dạ, rồi đây ha, rất là khủng khiếp cho quý vị. Cái này nó gọi là Black. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như là 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Và quý vị đang theo dõi là chương trình Mỹ Linh đến với Hoover Dam và còn nhiều địa danh khác mà quý vị có thể đến thăm. Và đây là chương trình mà chúng tôi đã thực hiện trong tháng vừa qua. Hy vọng là quý vị đã theo dõi. Và cũng như là Mỹ Linh hy vọng rằng quý vị khi mà vào trong VNA TV rồi sau đó thì quý vị tìm là Mỹ Linh Travel thì sẽ thấy được đầy đủ hết tất cả những chương trình mà chúng tôi đã gửi đến cho quý khán giả khắp nơi. Dạ, quý vị nhớ đón coi nha. Hy vọng và quý vị thích thú. Dạ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ có những bản tin rất là hấp dẫn trong ngày. Và sắp tới thì Mỹ Linh còn có một chuyến đi đến với Big Bear, là một trong những ngọn núi rất là đẹp ở tại miền Nam California, đến để mà chơi tuyết. Thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà tường trình để coi thử đi chơi tuyết như thế nào, coi thử có bị té nhiều không. Tại vì mùa này Mỹ Linh nghĩ là tuyết cũng bắt đầu tan, là chắc là chuẩn bị hơi té nhiều đó. Rồi xong rồi mình sẽ đi học trượt tuyết như thế nào nữa nha. Còn đây là Hoover Dam. Ở Hoover Dam có những câu chuyện rất là hấp dẫn, có những câu chuyện liên quan đến cái tên Hoover Dam như thế nào, rồi Tổng thống Hoover đã góp phần như thế nào cho cái công việc xây dựng Hoover Dam, rồi cũng như là có một con chó rất là nổi tiếng ở trong cái Hoover Dam này và câu chuyện của con chó như thế nào, thì quý vị nhớ đón xem chương trình để mà theo dõi nha. Và chương trình Mỹ Linh có ở Hoover Dam, rồi còn có ở Red Rock Canyon, rồi xong có ở Death Valley, rồi có ngay cả một cái khu gọi là Boulder City. Ở Boulder City là một cái nơi cắm trại cũng rất là đẹp ngay cạnh Hoover Dam luôn. Thì quý vị cũng nhớ đón coi nha. Rồi ngoài ra đó thì chúng tôi còn có Las Vegas Trip để cho quý vị biết là Las Vegas về đêm mình đi chơi như thế nào. Nhưng mà ở Las Vegas thì Mỹ Linh tường trình hơi ít, còn nhiều cái nữa. Las Vegas mình có thể coi show ở đâu rồi làm cái gì, có nhiều chương trình khác nữa mà lần lượt Mỹ Linh sẽ tường trình đến cho quý vị nhé. Và kính thưa quý khán giả, sau đây thì mời quý vị đến với lại chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi là tại Las Vegas. Và chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và quý khán giả đừng quên là có thể theo dõi ở trên Facebook và cũng như là YouTube VNA TV. Có thể comment vào để mà nói chuyện cùng với chương trình nhé. Và người thực hiện cùng với Mỹ Linh hàng ngày vẫn là nhà báo Yumi. Dạ, con chào bác. TV khắp nơi trên thế giới và thân mến chào cô Mỹ Linh. Dạ, và con chào bác. Thưa bác, thì xin mời bác có thể bắt đầu với lại bản tin hấp dẫn của buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà hình như là tin không có được vui lắm, không được gọi là làm cho mọi người náo nức lắm. Đó chính là Long Beach đã approve để mà có thể là cho gọi là mọi người, xin lỗi là những người di dân đó, những người mà gọi là nhập cư trái phép vào nước Mỹ có thể ở tạm ở đây và có sức chứa khoảng là 1.000 người phải không bác? Vâng, cái hội đồng thành phố Long Beach tối hôm qua đã họp và đến quyết định
là chấp nhận yêu cầu của liên bang để lo cho những người nhập cư ở cuộc khủng hoảng biên giới. Cái chuyện này là cái chuyện mà rất là nhức nhối cho nước Hoa Kỳ, không phải một địa phương mà rất nhiều địa phương dọc theo biên giới Mexico, thì có những tiểu bang như là Texas, Arizona và California phải đưa cái lưng ra gánh cái gánh nặng mà chính phủ ông Biden đưa ra, và có những cái khó khăn cho chúng ta, cho những người, đặc biệt là Long Beach của chúng tôi cách Lý Đô Sài Gòn chừng 15 phút lái xe nếu như không kẹt xe, thì quý vị biết rất là gần, ở thành phố Long Beach này rất là gần. Thì câu chuyện này cũng làm cho một số người dân người ta phản đối, nhưng mà cũng đa số thì là cuối cùng người ta vẫn chấp nhận, tại vì người Mỹ người ta rất là rộng lượng, và người ta cũng đã, đương nhiên là khi mà người ta chấp nhận thì có những cái chương trình để lo cho những người di dân này. Vâng, trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ vâng, thực sự là ngay cả ông thị trưởng của thành phố Long Beach, ông nói rằng là vui mừng và cảm thấy là có trách nhiệm để mà giúp đỡ cho những người di dân này. Ông cũng nói bản thân ông là một người di dân, cho nên là ông cũng muốn giúp đỡ. Thực sự thì mình giúp đỡ cho những người di dân, đó cũng là điều nên làm. Nhưng mà di dân theo kiểu mà di dân trái phép kiểu này mà tạo ra một gánh nặng quá lớn như vậy và dồn dập như vậy thì thật sự đây không phải là một cái điều tốt. Và ở San Diego thì cũng đã trưng dụng một nơi rồi, và tới bây giờ là Long Beach, thì không biết là sắp tới là thành phố nào nữa đây. Nhưng mà trước hết là họ nói là có sức chứa khoảng chừng up to 1,000, tức là maximum là 1,000 người có thể có ở ngay tại Long Beach Convention Center. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải chờ để xem thử là thành phố sẽ có những cái biện pháp nào để giữ gìn an ninh trật tự, cũng như là để chắc chắn rằng thành phố sẽ không có bị đảo lộn quá nhiều. Dạ, kính thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến ông Biden. Dạ, kính thưa quý khán giả, là ông Biden là sẽ duy trì chính sách khai thác mỏ đất từ thời của Tổng thống Trump trong khi mà quá trình xem xét. Vì rõ ràng ông Biden không có đủ thời gian để mà có thể gọi là thay đổi quá nhiều cùng một lúc những chính sách dưới thời của Tổng thống Trump. Và cũng như rằng là ông cũng chưa dám, là tại vì nó sẽ có gây ra nhiều sự xáo trộn, trong khi vấn đề khai thác dầu mỏ ông đã gặp rất là nhiều cái sự mà chống đối của tất cả những nhà khai thác mỏ, rồi cũng như là những người công nhân các nghiệp đoàn. Cho nên là đây là lúc mà ông phải gọi là chậm lại đôi chút và phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Và ngày hôm nay thì Ngũ Giác Đài cho biết là sẽ giữ nguyên chính sách dưới thời của cựu Tổng thống Trump, cho phép sử dụng một số các loại mà có mìn có tính sát thương nhằm đã từng bị giới hạn dưới thời của cựu Tổng thống Obama, để mà rà soát để xem thử là các nguồn tài nguyên ở đất như thế nào. Và thông báo chưa được đưa ra. Thông báo này được đưa ra trong lúc bối cảnh của chính quyền ông Biden đối diện với một áp lực ngày càng lớn để mà khôi phục lại ngay lập tức các giới hạn dưới thời của ông Obama, cũng như là thời của Tổng thống Trump thì đã dỡ bỏ các giới hạn đó vào tháng 1 của năm 2020. Và một người phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cho biết là Bộ Quốc phòng vẫn tìm thấy một số các loại vũ khí này như một công cụ quan trọng trong chiến tranh thông thường mà quân đội không thể từ bỏ như một cách có trách nhiệm, đặc biệt là phải đối mặt với lực lượng là những cái đối phương đáng kể và có khả năng áp đảo trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Và theo thư ký của Ngũ Giác Đài thì John Kirby cho biết trong đó vào ngày thứ ba rằng mặc dù tuyên bố của ông Howard là chính xác và thực tế, thì các quan chức quốc phòng vẫn đang phân tích chính sách về bom mìn. Quyết định đã được đưa ra và nó đã gọi là hồi năm ngoái đưa như thế nào thì bây giờ họ giữ nguyên như vậy, và họ vẫn sử dụng một số các loại đó để khai thác các mỏ đất, và cũng như là họ sử dụng để rà soát đó. Cho nên là đây là một chính sách mà ông Biden chưa thể nào thay đổi trong lúc này, và ông vẫn đang xem xét. Và bây giờ thì rõ ràng ông Biden đang vướng mắc rất là nhiều thứ, vấn đề biên giới chưa giải quyết, cũng như là các vấn đề mà liên quan đến gọi là khai thác dầu mỏ để giúp đỡ cho những công ty chuyên về khai thác dầu mỏ, cũng như là các nghiệp đoàn của những người công nhân ở trong ngành khai thác dầu mỏ thì chưa giải quyết xong. Cho nên đây không phải là vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết được. Kính thưa quý vị, quay trở lại với nhà báo Duy Nguyên, thưa bác. Vâng, bây giờ thì câu chuyện nó đi qua một khúc mới, đó là chúng tôi chiều hôm nay, chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ cùng với chúng tôi
theo bước chân của phóng viên báo Politico để vào thăm cái văn phòng của Tổng thống Trump ở Florida, mà người ta kêu là White House Florida. Thưa quý khán giả, vào mấy ngày, cách đây vài ngày, thì cố vấn thân cận của Tổng thống Trump là ông Stephen Miller đã tweet lên một cái bức hình như thế này thôi. Thì ngay lập tức trên mạng người ta để ý quá là nhiều, qua thử ông Tổng thống. Bây giờ ông rời Tòa Bạch Ốc rồi, ông về ông làm cái văn phòng của cựu Tổng thống thì ông trưng bày những cái gì ở đây? Thì cái sự tò mò này của phóng viên báo Politico đã giúp cho chúng ta có được những bức hình và những cái chi tiết rất là lý thú. Kính thưa quý khán giả, bây giờ thì đầu tiên hết thì phải biết là cái vị trí ở trong cái khu này, cái văn phòng của Tổng thống được đặt ở trên, phía trên của phòng khiêu vũ của cái khu vực. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta thử coi. Đầu tiên hết thì chúng ta coi thử là Tổng thống treo cái gì ở trên tường. Thưa quý vị, ở trên tường như quý vị thấy là Tổng thống treo một cái bức ảnh của cái chiếc máy bay Airport One của cho dành cho Tổng thống. Thì thưa quý vị, đây là cái bức ảnh về cái đó. Quý vị nhìn thấy Airport One ngay ở sau lưng của Tổng thống, ngay ở trên tường. Thì hình ảnh này là hình ảnh chiếc không lực 1 bay qua Washington gần Ellipse và Tòa Bạch Ốc trong để trong phong nền ngày 4 tháng 7 năm 2020, tức là bức hình này chụp vào năm 2020. Và kế bên bức hình này là ảnh của cái núi ở bên kia, là phía bên tay phải kế bên đó. Thưa quý vị, đây là cái núi Mount Rushmore, đã trong dịp 4 July năm vừa qua Tổng thống đã tới đây. Và thưa quý vị, bà thống đốc của tiểu bang này đã dành cho ông một món quà tặng rất đặc biệt. Quý vị còn nhớ không? Tôi nhớ là ngày hôm đó đài VNTV chúng tôi cũng có chiếu lại cái bức hình đó, là bức hình trong cái hình bốn ông tổng thống này có thêm cái hình của Tổng thống Trump nữa. Thì dĩ nhiên là bây giờ ông treo cái này là không có cái hình đó, nhưng mà ông cũng treo cái sự kiện này để cho quý vị thấy là ông luôn luôn tự nhận ông là một trong những tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ. Đó là cái hai bức tranh. Bây giờ thì trên chiếc bàn của ông ở dưới hai cái bàn tay, chung quanh đó chúng ta nhìn thấy những cái gì một cách rất rõ ràng. Thì trước khi bức ảnh được chụp á, thì ông Trump ông đã lướt qua cái tờ báo Wall Street Journal, một tờ báo tập đã chỉ trích ông vì nhiều quảng bá những cái tuyên bố này kia, mặc dù tờ báo này cũng là tờ báo thuộc cái khuynh hướng về cánh hữu. Nhưng mà rồi cuối cùng ông vẫn chỉ trích. Và thưa quý vị, ông Trump không thể, trong cái bàn, quý vị biết cái bàn ông ngồi đó là cái bàn khá đặc biệt, ông không thể lấy được cái bàn cũ của ông ở Tòa Bạch Ốc, là cái bàn nó có 141 năm cũ kỹ, tại vì cái đó là tài sản của Tòa Bạch Ốc. Bây giờ đó ông có một chiếc bàn tương tự, có vẻ là bàn điều hành bằng gỗ, gỗ có loại gỗ là Telluride từ Hooker Furniture. Chiếc bàn này hiện được bán với giá 3.600 Mỹ Kim, nhưng hiện đã hết hàng cho đến cuối tháng 6. Tổng thống Trump đã sử dụng cùng một chiếc ghế trong phòng bầu dục mà ông đã mang xuống từ New York. Tức là quý vị nhớ là lúc ông vô ở trong Tòa Bạch Ốc thì ông mang theo chiếc ghế ở New York, ở văn phòng của ông riêng của ông, thì ông quen ngồi cái ghế đó, có vẻ nó thoải mái cho ông hơn. Và khi ông đi, ông có quyền mang cái ghế thuộc sở, và cái chiếc ghế đó là chiếc ghế ông đã ngồi ở Tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, Trung cũng có ít nhất là một cái chiếc Safi, một cái giếc lông đó. Thưa quý vị, thiệt là lớn, màu đen, quý vị nhìn thấy ở trên bàn, trên màn ảnh chúng tôi có đầy đủ. Cái viết giống như bút lông mà ông đã sử dụng trong nhiều năm để viết, để ký tặng cho những người thân, hay là ký cho những cái pháp lệnh của ông.
Và thưa quý vị, có một cái điểm rất đặc biệt mà quý vị ít ai để ý đến một cái chi tiết, đó là cái kính đọc sách của ông. Ông nổi tiếng là người có ý thức về hình ảnh và không thích bị nhìn thấy đeo kính đọc sách khi ở văn phòng. Và một số nhiếp ảnh gia đã đưa tin và đã chụp được ảnh ông đeo chúng. Tờ New York Times đưa tin vào năm 2019 rằng ông Trump thường không tweet khi có người khác ở chung quanh vì ông không muốn phải đeo kính để xem màn hình điện thoại của mình. Quý vị thấy không? Để kính một cách tỉnh bơ, tại vì bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình về rồi, đi về dương rồi. Thưa quý vị, kỷ vật ở trên tường biên giới. Thưa quý vị, một cái bức hình ở bức tường biên giới Mexico cũng đã được để ông để ở trên bàn. Bây giờ tới cái iPhone. Quý vị có iPhone, ông Trump yêu thích nhất chiếc iPhone của mình, chiếc điện thoại mà ông nổi tiếng thường dùng để tweet vào mọi giờ trong ngày để gọi bạn bè, là một phần trong cái khu vực của ông chung quanh chỗ làm việc hiện bây giờ. Và thưa quý vị, một cái hộp gỗ, hộp có chữ ký dấu của Tổng thống ở trên cùng. Mặc dù không rõ ông sử dụng chiếc hộp này để làm gì, nhưng mà cựu viên chức của tòa báo cho biết đây có thể là nơi ông Trump giữ nhãn hiệu Safi của mình. Thưa quý vị, đồng xu thách thức là đồng xu tiền thường được là làm một bằng bộ phận chi nhánh của quân đội trao cho một vị tổng thống. Với tư cách là tổng thống, ông Trump thường xuyên tán dương việc xây dựng quân đội của mình đã nhận được rất nhiều đồng tiền thách thức. Trump cũng trưng bày những đồng tiền thách thức này như là một hãnh diện để cải cách quân đội Hoa Kỳ. Không có nguồn nào cho biết nguồn gốc của bức tượng bán thân nhỏ của ông Trump. Phát ngôn viên của ông Trump đã không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về nó, nhưng mà cựu viên chức cấp cao của tòa Bạch Ốc cho biết đó là rất có thể là một món quà được gửi đến. Chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều thứ, tranh, dạ, tượng. Nhưng mà cái vui nhất là cái chai Coca-Cola. Thật ra vui nhất trong bức tranh này chính là cái chai Coca-Cola được giấu ngay sau cái điện thoại bàn đó. Đó, cái đó. Nhưng mà có nhiều người mà nó xảy ra trong cái lúc mà Tổng thống chỉ trích Coca-Cola đã tẩy chay cái vụ mà luật bầu cử mới ở Georgia. Vâng, dạ. Quý Linh nói tiếp. Dạ, vừa có cho nên có một chai Diet Coke bỏ ngay đó thì hơi kỳ, nhưng mà thực ra thì bây giờ làm sao được, khi mà chúng ta ai cũng biết hết, Tổng Trump có thói quen là uống Coca-Cola với lại ăn hamburger. Dạ, đồ ăn fast food McDonald đó, cho nên là không từ bỏ thói quen của mình, thưa quý vị. Và đó là những cái hình ảnh mà rất là đẹp để cho quý vị đỡ nhớ Tổng thống Trump. Nếu như quý vị là những người mà đang rất là thắc mắc, đang rất tò mò là Tổng thống Trump sống như thế nào ở tại Florida, thì đây là phòng làm việc của Tổng thống được ông Mueller chụp lại. Và kính thưa quý vị, xin mời quý khán giả chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau ở trên YouTube với trên Facebook nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ở đây đó thì Mỹ Linh thấy có nhiều vị khán giả đã comment vào để mà nói chuyện cùng với chương trình. Và quý vị có thích cái hình ảnh mà của văn phòng làm việc của Tổng thống Trump không? Hình như là ban kỹ thuật quên ra phần quảng cáo ngoài TV rồi hay sao? Dạ, ok. Để đây anh Hùng Hải Phạm. Dạ, xin chào. Dạ, quý vị Yến Lê. Dạ, hello, xin chào. Quý vị Nguyễn Mỹ Tâm. Chào chị và chú. Giờ Rê đã đến và em đang ngồi hàng ghế VIP. Dạ, ngồi luôn hàng ghế VIP để mà coi chương trình luôn đó, ngầu chưa? Dạ, quá ngầu luôn. Dạ. Dạ, và quý vị Bình Nguyễn, chào chú Duy Miên và chị Mỹ Linh dễ thương, hôm nay tranh thủ làm công việc để xem đài phát trực tiếp. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ bên Việt Nam, Mỹ Linh không biết là đang mấy giờ, đang 9 giờ sáng phải không? Dạ, vẫn dành thời gian để theo dõi, tranh thủ làm việc xong luôn. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị Hải US Army, dạ xin chào chú. Quý vị Đường Trần, dạ xin chào. Quý vị Dũng Trần, chào em Mỹ Linh và chú Duy Miên, tôi ở Sài Gòn. Dạ, xin cảm ơn anh chị. Quý vị Trương Thị Thủy Tiên, con kính chào chú.
Hello, chào em Mỹ Linh dễ thương. Dạ, xin chào chị Thủy Tiên. Hello, chị Vân. Quý vị Mỹ Lê Khang, chào buổi tối. Nhờ chú Du Minh và Mỹ Linh từ Montreal, Canada. Dạ, xin chào quý vị Thủy Đỗ, quý vị Hồng Đào. Quý vị Hồng Đào là từ New York cũng tham dự chương trình luôn. Dạ. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều nhé, đã comment vào với chương trình. Và quý vị có thích cái ngôi nhà của Tổng thống Trump, cái phòng làm việc của Tổng thống Trump ở tại Florida không? Mình lên thấy nó có nhiều ý nghĩa lắm đó. Từ những bức tranh treo hay là tất cả những cái vật dụng nó đều có một cái ý nghĩa của nó, chứ không phải là đơn thuần mà Tổng thống Trump treo những cái bức hình ở đâu, thưa quý vị. Dạ, quý vị Linh Trần, chào chú, chào Mỹ Linh và chú Dư Miên. Chúc Mỹ Linh và chú Dư Miên một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc ở tại Houston, Texas. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị Minh Lê, Tổng thống thứ 46 của Đảng Dân Chủ ký sắc lệnh kiểm soát vũ khí. Họ có thể là tịch thu các loại súng dài như là AR-15. Mỹ Linh có biết gì về tin này không? Dạ, lát nữa Mỹ Linh sẽ có bản tin về cái tin này. Dạ, quý vị Van Nguyen, chào anh Dư Miên và Mỹ Linh cùng cả nhà. Dạ, xin chào. Và một lát nữa Mỹ Linh sẽ có tin tức về việc là ông Biden bắt đầu những thủ tục đầu tiên để có thể kiểm soát súng đạn nha. Sẽ có. Dạ. Dạ, xin chào quý vị Xuyên Cao, thả quá trời tim. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, mình rất thích bàn làm việc của Tổng thống Trump. Dạ, cảm ơn chị Hồng Đào. Dạ, trời ơi, cái bàn 3.000 mấy chắc chắn là rất đẹp rồi. Vừa đẹp, vừa sang trọng, phải không? Mà gọi là thoải mái khi làm việc, rất là rộng ở phía trước, có thể để nhiều đồ. Dạ, nhưng mà Mỹ Linh tò mò là cái ghế của Tổng thống Trump ngồi thoải mái như thế nào. Đó, tò mò cái ghế nữa. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị đang coi ở trên Facebook đó, quý vị nhớ trở thành follower để có thể theo dõi chúng tôi mỗi lần mà Mỹ Linh livestream lên đó, là quý vị sẽ vào quý vị thấy liền nha. Để nếu không là mình sẽ bị miss được những livestreaming đó, nên quý vị nhớ bấm follower. Rồi còn quý vị nào ở trên YouTube thì quý vị trở thành subscriber, thì lúc đó quý vị có thể theo dõi được rất là dễ dàng nha. Dạ. Quý vị Danny Bùi, nhưng ông sang hơn. Mỹ Linh chưa hiểu cái này, anh nói cái gì. Dạ. Đôi khi á, tại vì quý vị không có bỏ dấu cho nên Mỹ Linh đọc là phải hơi đoán chữ chút xíu. Dạ. Chị Nguyễn Mỹ Tâm, em bị YouTube khóa rồi. Ủa, tại sao bị vậy? Ủng hộ Tổng thống Trump quá mà bị block luôn rồi hả? What happened? Dạ rồi, nhưng mà không sao, chị coi trên Facebook cũng được hen. Dạ, rồi cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và đến đây thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chương trình tin tức buổi tối được truyền hình trực tiếp trên đài VNTV 57.3, 16.10 và 26.9 của chúng tôi. Dạ, xin mời nhà báo Du Miên với những bản tin tiếp theo, thưa bác. Vâng, kính thưa quý thì tôi muốn gửi đến quý vị bản tin số 2 ngày hôm nay của chúng tôi. Đó là thần tài Forbes, điểm danh tỷ phú. Thưa quý vị, trong mỗi một năm thì tạp chí Forbes chuyên môn điểm danh những người giàu nhất thế giới. Thì năm nay, thưa quý vị, có 2.755 tỷ phú. Và Amazon là ông sếp, ông chủ Amazon là Jeff Bezos tiếp tục giữ ngôi đứng đầu năm thứ tư liên tiếp. Thưa quý vị còn nhớ ông này là cái gửi hàng nhanh đó, gửi hàng đi khắp nơi. Thì kỳ vừa rồi cách đây một cái tin là ông dân biểu, ông có đề cập đến một cái vấn đề nhân viên họ phải làm việc liên tục, cho nên họ phải đi tiểu tiện ở trong cái chai. Thì cái đó hồi đầu tiên thì Amazon nói là không có, nhưng mà sao họ biết, họ quê quá. Có, thưa quý vị đừng có nôn nóng, tại vì cái 6 bức hình đó là 6 bức hình người tỷ phú Việt Nam, cũng có tới 6 người tỷ phú đô la. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ điểm danh từng người một. Nhưng bây giờ mời quý vị coi tiếp cái người đứng thứ nhì là chủ tịch tổng giám đốc điều hành của vị trí thứ hai là ông
Elon Musk, tức là chủ của Tesla, và cách đây mấy ngày ông đã bị một cái vấn đề là bán giá xe sạc tiền khách gấp đôi. Và trở lại cái hình vừa rồi đi, thưa quý vị, Việt Nam có 6 tỷ phú trong list giàu nhất thế giới. Trong bảng danh sách có 2.755 tỷ phú đó, nhà sáng lập Amazon, rồi chúng tôi đã vừa nói xong. Bây giờ tới bên phía Việt Nam, thì thưa quý vị, bên phía Việt Nam của chúng ta đã có được người tỷ phú Việt Nam này, đó là các ông, 6 người này cộng lại chung là 17 tỷ Mỹ Kim. Những người này là ông Vingroup Phạm Nhật Vượng đứng nhất với 7,3 tỷ Mỹ Kim. Đây là năm thứ 9 ông trách của Ford. Và người đứng thứ nhì và thứ ba là Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, 2 tỷ Mỹ Kim. Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, 2 tỷ 2 Mỹ Kim. 3 tỷ phú còn lại của Việt Nam là chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, 1 tỷ 6. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, 1 tỷ 6. Và chủ tịch Masa Nguyễn Đăng Quang, 1 tỷ 2. Quý vị thấy không? Đó là tất cả những tỷ phú ở bên Việt Nam mình bây giờ cũng được xếp hàng với các tỷ phú trên thế giới. Ở trong khu vực Á Châu bây giờ cũng có rất là nhiều tỷ phú cạnh tranh được với Hoa Kỳ, vốn đã là nơi mà nhiều tỷ phú nhất từ trước đến nay. Cô Trinh thấy sao? Mình sắp sửa thành tỷ phú chưa? Dạ khó lắm. Dạ cái này mình nghe cho vui đó, khi mà giấc mơ khó đạt được, nhưng mà anyway mình cũng phải cố gắng đúng không? Rồi một ngày đẹp trời cũng sẽ tới mình. Nếu như mà thật sự nếu mình có chí hướng làm ăn, rồi thật sự là dùng cái nhân nghĩa lễ trí tín để mà đối đãi làm ăn trong công việc, thì chắc chắn rồi sẽ có một ngày mình thành công thôi, và phải chăm chỉ mới được. Dạ đó, nhưng mà thật sự là cũng rất là năm nay đó thì mình không nghe nói nhiều đến cái người tỷ phú rất là nổi tiếng của Microsoft. Dạ, cái Bill Gates thì quý vị biết rồi, nhưng mà người ta nhắc đến Elon Musk rất là nhiều. Elon Musk nổi lên như một người gọi là giàu nhanh chóng luôn á. Sau Tesla, từ khi mà chỉ có vài đồng thôi của stock, và không ai tin là Tesla có thể bán nổi cái xe hết, mà bây giờ là ai cũng thích show up là đi Tesla hết trơn á. Dạ, và rồi bây giờ đó thì coi như là Tesla tăng vùng vụt, chưa kể giờ phóng tàu vũ trụ nữa. Cho nên là ông Elon Musk nổi lên như một vị tỷ phú rất là nổi tiếng của năm nay. Dạ thưa quý vị, quay trở lại với bản tin thì chúng ta đến với bản tin liên quan đến ông Cuomo. Ông Cuomo đã gọi là cố gắng để mà ra các chỉ dấu để bãi bỏ các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý của các viện dưỡng lão cũng như các bệnh viện. Thống đốc của New York, ông Andrew Cuomo vào ngày thứ Ba đã ký ban hành một đạo luật nhằm nâng cao các biện pháp bảo vệ trách nhiệm đã giúp cho các cơ sở y tế tránh được các vụ kiện ở trong đại dịch. Dạ, có thể là ông ta giúp cho các cơ sở y tế như thế này để các cơ sở y tế sẽ không có đưa ra những cái bằng chứng xác thực, hoặc là họ ít đưa ra những cái bằng chứng để có thể gọi là tố ông này trong cái vụ điều trần mà sắp diễn ra tới đây. Ông Cuomo chắc chắn sẽ không tránh khỏi một vụ đàn hạch liên quan đến việc là sai sót những con số đối với những người đã qua đời ở tại các viện dưỡng lão, và cũng như là cái vụ liên quan đến những cái không hay về quấy rối tình dục đó. Cho nên là đã tổng cộng là có 7 người kiện rồi, nên ông Cuomo bây giờ lại đưa ra những cái gọi là những cái dự luật để giúp đỡ cho các viện dưỡng lão này, hoặc là những nơi mà chăm sóc các cơ sở y tế giúp chăm sóc bệnh nhân đó tránh khỏi các vụ kiện liên quan đến đại dịch, để mà có thể là họ cũng giúp đỡ ngược lại ông Trump. Cái gọi là lý do ẩn đằng sau thì mình có thể là gọi là mình dự đoán là như vậy. Tuy nhiên, dù có như thế nào thì ông Cuomo khó tránh khỏi một cái việc đàn hạch sắp diễn ra. Và đạo luật bãi bỏ này có tên đạo luật bảo vệ điều trị. Đạo luật này ngăn cản các cơ sở chăm sóc y tế như là viện dưỡng lão và các bệnh viện, cũng như các quản trị viên và những điều hành của họ, giúp cho họ không phải chịu trách nhiệm về tổn hại và thiệt hại phát sinh
tại những cơ sở này. Và đạo luật này đưa ra trong bối cảnh ông Cuomo và chính quyền của ông đang bị chỉ trích rất nhiều sau khi thừa nhận ít nhất là có một số trách nhiệm trong việc lưu giữ lại tài liệu về các ca tử vong có liên quan đến coronavirus trong các viện dưỡng lão của tiểu bang. Và tổng trưởng lý của New York là Letitia James vào tháng Giêng đã đưa ra báo cáo của mình rằng cáo buộc chính quyền của ông Cuomo đã tính toán thấp hơn đến 50%. Quý vị nghe hết hồn chưa? Có nghĩa là những con số báo cáo đã bị sai lệch tới 50% con số tử vong có liên quan đến coronavirus ở tại các viện dưỡng lão. Và tổng trưởng lý tiểu bang nói rằng chính quyền của ông Cuomo chưa thống kê các cư dân, những người được chăm sóc tại các viện dưỡng lão đã qua đời sau khi được chuyển đến các bệnh viện để điều trị. Tức là đáng lẽ ra những vị này ra khỏi viện dưỡng lão đến bệnh viện là phải được report là đã được đi đến bệnh viện để điều trị, nhưng đã không có số liệu này. Báo cáo của ông James cũng cho thấy tổng số người chết tại bệnh viện dưỡng lão là gần 13.000 người so với chỉ 8.600 người được báo cáo bởi tiểu bang. Quý vị thấy không? Báo cáo mà người ta thực ra một báo cáo chỉ so sai số là 2% là cao, đằng này sai tới 50% luôn. Đây chắc chắn là một điều dù ông Cuomo có làm cách nào đi chăng nữa, dù có đưa ra một cái đạo luật đã bảo vệ những viện dưỡng lão, những nơi chăm sóc y tế khỏi bị kiện trong mùa dịch này thì cũng không thể nào tránh khỏi một cái việc đàn hạch sắp xảy ra. Dạ, cũng giống như là phía đông tài có tay độc ở bên phía mình, là bên phía của chúng ta thì có ông Gavin Newsom. Quý vị biết ông Gavin Newsom thực sự là không dễ để có thể gọi là lật đổ. Là tại vì bây giờ ông Gavin Newsom dĩ nhiên là chúng ta đã cố gắng hết sức và chắc chắn là mình đủ số phiếu vào ngày tới ngày 30 tháng 4 này hoặc là đêm mình mới có thể biết kết quả, là tại vì giờ họ đang kiểm gọi là các chữ ký có hợp lệ hay không, đúng không? Họ kiểm xong rồi thì lúc đó mình mới có thể biết được là chính xác mình có khoảng bao nhiêu chữ ký đủ 1.5 triệu hay không. Nhưng Mỹ Linh nghĩ là có thể là con số này đến 1.8 triệu sẽ hợp lệ. Đó, cho nên là mình có thể an tâm đã đến ngày 15 tháng 6 là đến 90% có thể diễn ra được cái cuộc bỏ phiếu đặc biệt để mà recall Gavin Newsom. Tuy nhiên, theo một cái thống kê đó, ở một cái cuộc trưng cầu rồi người ta làm survey đó, thì cho thấy tới hơn 50% số người vẫn ủng hộ ông Cuomo. Đó, cho nên là vẫn ủng hộ ông Gavin Newsom. Quý vị thấy nó đau đầu không? Cho nên là nó hơi khó, tại vì dẫu sao đó, bên phía California vẫn là đảng, vẫn là gọi là một tiểu bang của đảng Dân Chủ. Cho nên cái việc này mình phải gọi là dốc hết sức mình thì mới mong gọi là recall được Gavin Newsom. Chúng ta chờ coi. Còn ngay phía của ông Cuomo cũng vậy, không dễ để mà có thể gọi là đàn hạch tới nơi tới chốn được ông Cuomo, tại vì tất cả cũng đều set up từ trên xuống dưới đó, cho nên là không dễ dàng. Tại vì mà bây giờ đó, quý vị thấy là những bản tin liên quan đến ông Cuomo, quý vị thấy yên ắng không? Mấy tuần này luôn, 2-3 tuần rồi yên ắng, chỉ có hôm nay mới leak ra được một chút tin thôi. Đó, cho nên nó phải có cái gì đó đằng sau để mà những cái tin tức liên quan đến ông Cuomo bỗng nhiên im bặt, kính thưa quý vị. Và quay trở lại với nhà báo Duy Miên, thưa bác. Thưa quý khán giả, cảm ơn cô Mỹ Linh nói về New York. Thì cái ông Cuomo này đó, thì đúng là đã được che chắn bởi không phải chỉ một mình ở New York của đảng Dân Chủ mà còn cả tòa Bạch Ốc nữa. Ông Biden và kể cả Pelosi cũng đứng ra che chắn cho ông Cuomo. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có đàn hạch và sẽ có những cái hay là luận tội rất là nặng. Và bây giờ chúng tôi gửi đến cho quý vị cái hình ảnh trên màn ảnh của chúng tôi, quý vị thấy mặt này quen không? Ông này chính là Kim Jong Un. Thưa quý vị, Kim Jong Un đã tuyên bố rằng Bắc Hàn tình hình rất là tồi tệ. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn, hãng KCNA, cho hay rằng các bình luận được chính, tức là được đích thân ông Kim Jong Un nêu ra trong diễn văn khai mạc của Đại hội Bí thư Đảng Lao động ngày 6 tháng 4. Ông nói như sau: việc cải thiện các tiêu chuẩn đời sống của nhân dân thậm chí đang trong tình hình tồi tệ nhất. Chúng ta phải khắc phục nhiều thách thức chưa từng thấy, phụ vào vai trò của các chi bộ, các tổ chức ở cơ sở đảng.
ông Kim lúc nào cũng hình ảnh bi đát này, thưa quý vị, rất là quen của Bắc Hàn, vốn đã sử dụng những chiêu trò này, đem cái đau khổ của nhân dân, cái đói khổ của nhân dân ra, nhưng mà vẫn tiếp tục đe dọa thế giới bằng những cuộc phóng hỏa tiễn. Quý vị biết là ai, là nếu như Bắc Hàn mà sở hữu được vũ khí nguyên tử thì sẽ không biết là họ sẽ bắn đi đâu và sẽ gây thiệt hại cho thế giới như thế nào. Hỏi âm thầy, mỗi một lần mà bên Bắc Hàn bắn lên một cái quả đạn hay là một cái hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử hay không, cả thế giới lên án. Nhưng mà khi Bắc Hàn kêu đói quá, tôi khổ quá, nghèo quá, thì thế giới, Liên Hiệp Quốc lại xúm nhau. Vì thấy cái lòng nhân đạo, lòng trắc ẩn của con người ở thế giới, những người tự do của chúng ta lúc nào cũng có cái tình người, dù họ như thế nào, đất nước họ hay là lãnh đạo của họ như Kim Jong Un có gây thù chuốc oán hay là đe dọa thế giới, nhưng mà người dân đâu có tội gì, cũng giống như người dân Tàu ở trong nước Tàu. Nước Mỹ có đánh ông Tập Cận Bình bao nhiêu, đánh đảng Cộng sản Tàu bao nhiêu, vẫn tách rời ra, vẫn không đụng tới người dân Trung Hoa vốn là như chúng ta. Họ rất là hiền lành, cũng giống như là người dân của Bắc Hàn. Cho nên cái chuyện ông Kim Jong Un bữa nay ông than, người dân ông khổ, chắc chắn trong vài ngày nữa hay là vài tuần nữa, quý vị sẽ nghe Liên Hiệp Quốc, tổ chức lương nông, tổ chức cứu trợ sẽ đến với Bắc Hàn. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ. Và kính thưa quý vị, thì bây giờ mình tranh thủ nói chuyện với các khán giả trên Facebook hoặc là YouTube một chút xíu nha. Dạ. Quý vị Nguyễn Mỹ Tâm, là tại vì em share nhiều quá nên bị block luôn. Hồi nãy là chị có kể là account YouTube của chị bị block rồi. À, té ra là share nhiều quá. Ủa, mà share nhiều cũng bị block hả ta? Dạ, tiếc quá ha. Dạ không sao, từ từ mình mở lại rồi mình share tiếp. Dạ, nhưng lần này mình share ít hơn. Dạ, quý vị Mộng Hùng Lê, dạ xin chào chú Duy Miên và cô Mỹ Linh xinh đẹp. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Quý vị Danny Bùi. À, cái bàn làm việc á, thì sang nhưng mà Tổng thống Trump còn sang hơn. Dạ, Tổng thống Trump nhìn oai phong chứ, phải nói rất là oai. So với ông Biden á, thực ra Tổng thống Trump nhìn khác một trời một vực á. Dạ, Tổng thống Trump nhìn oai phong lẫm liệt hơn, phải không? Ra dáng của một người lãnh đạo hơn. Dạ, mình cái đó là ai nhìn cũng thấy được hết, chứ không phải là tại vì mình thích hay là mình binh, phải không? Mình nhìn cái là thấy liền. Dạ, thật sự là Tổng thống Trump nhìn rất là oai. Dạ, quý vị Hảo Trần, chào bác Duy Miên và Mỹ Linh, chúc sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Quý vị Mộng Hùng Lê hỏi là, xin hỏi cô Mỹ Linh, có phải bên Mỹ đang tẩy chay Coca-Cola? Dạ đúng vậy, có một cái lời kêu gọi là tẩy chay Coca-Cola cũng như là Delta, rồi một số các hãng cũng như là tẩy chay của giải MLB luôn, là tại vì họ không có đồng tình với lại những cái thay đổi ở trong cái việc gọi là thay đổi cái thể chế về bầu cử ngay tại tiểu bang Georgia. Dạ, đó. Và một số tiểu bang Cộng hòa khác thì có một số người cũng không đồng ý, những cái hãng xưởng lớn họ không có đồng ý, cho nên là bây giờ mọi người kêu gọi tẩy chay. Nhưng Mỹ Linh thấy cũng hơi khó, là tại vì quý vị biết Coca-Cola đó, một ngày họ bán ra là 1,9 tỷ sản phẩm của Coca-Cola. Là quý vị cứ chia ra đi, một phút là có bao nhiêu người uống. Nếu quý vị biết một ngày đó họ bán ra 1,9 tỷ cái những sản phẩm Coca-Cola nha. Đó, rồi họ bán 200 quốc gia trên thế giới. Và cho nên là chỉ có một nước Mỹ mà tẩy chay thôi, hình như Coca-Cola cũng chưa sợ lắm. Dạ, cái này là cái mà là cái khó của mình. Nhưng mà tuy nhiên là mình cứ phải làm những cái việc mình cần làm, rồi mình cũng phải có kêu gọi các công ty này nhìn ra được là những cái sự thay đổi rất là cần thiết trong cái mùa bầu cử cho năm 2021 sắp tới thôi quý vị. Chúng ta rất cần đó nha. À, xin lỗi, 2022, năm sau là chúng ta chuẩn bị có cuộc bầu cử tiếp theo rồi, nên đây cũng là lúc mà mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón cái cuộc bầu cử tiếp. Chứ nếu mình không thay đổi gì hết, mọi chuyện sẽ gọi là vẫn như cũ, phải không? Nó hơi khó đó. Dạ, quý vị Lucky Khỉ, dạ xin chào. Quý vị Xuyên Cao, quý vị Kim Loan, dạ chào chú Duy Miên và người đẹp Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị Trinh Nguyễn, uống Coca-Cola không tốt, tôi không bao giờ uống.
Dạ, thật ra là không tốt. Chỉ khi nào mà mình cảm thấy mình bị stress quá đó, mình uống một chút thì tự nhiên nó có chất kích thích mà nó, cho nên nó có caffeine trong đó thì làm cho mình cảm thấy dễ chịu đôi chút thôi. Chứ còn uống toàn là đường không à, và uống vô dễ bị tiểu đường nè, bị béo phì nữa. Chứ thực chất Mỹ Linh cũng không uống, hồi giờ cũng không bao giờ uống Coca-Cola hết. Dạ. Cho nên không cần tẩy chay, mình vốn đã không uống rồi đúng không? Dạ. Quý vị Nhuận Phát, còn nhiều công ty nước ngọt khác mà em. Dạ đúng rồi, mình có thể có nhiều sự lựa chọn đúng không? Dạ. Quý vị Hải US Army, giọng nói của ngài Tổng thống Donald Trump dễ thương hơn ông thầy Bảy. Cứ vấp vấp bởi vì vấp té hoài. Dạ, Tổng thống Trump nói thì chắc chắn oai hơn nhiều. Nhưng mà thực ra quý vị biết không, cái này Mỹ Linh serious mà nói, dịch Tổng thống Trump dễ hơn là dịch ông Biden. Tổng Biden nói lý nhí mà cái miệng cứ chép chép là hơi khó nghe. Thực ra dịch Tổng thống Trump dễ hơn. Dạ, và kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều hàng ngày đã luôn theo dõi chương trình, và chúng ta quay lại với những bản tin hấp dẫn của buổi tối ngày hôm nay. Thưa bác. Thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi quý vị trước khi mà tôi đọc cái bản tin này, tại vì nó là tin mà là thuộc loại tin hay của một nước mà nước Việt Nam mình ưa đề cập tới, cái gì cũng bắt chước Nhật Bản hết á. Cho nên là cái tin này nó xuất phát từ Nhật Bản, nhưng mà nó liên quan đến một vấn đề rất là tế nhị. Cho nên chữ nghĩa mà chúng tôi dùng ở trong này là chúng tôi dùng một cách rất là thận trọng. Thưa quý vị, ở bên Nhật Bản người ta ham làm việc, và người ta ham nghiên cứu, ham làm giàu và ham làm việc, người ta quên đẻ con. Cho nên cái số người già càng ngày nhiều hơn cái số người mới sinh ra. Cho nên chính phủ khó khăn lắm để khuyến khích những người dân làm thế nào để có được baby, có được em trẻ. Thì thưa quý vị, cái ông này là một viên chức chính phủ, ông tên là Kazuhiko Shinura, giám đốc bộ phận công nghiệp của thành phố Kofu ở bên Nhật, đã phải xin lỗi người dân cũng như xin lỗi chính phủ, tại vì ông trình bày một cái lời đề nghị của ông mà tôi có thể tóm gọn như sau. Ông nói rằng các bạn trẻ, còn trẻ ơi, bạn nam và bạn nữ ngủ với nhau và làm chuyện ấy với nhau nhiều hơn nữa để chúng ta có được những đứa bé chào đời. Đại khái nó là khuyên những người bạn trẻ bớt thì giờ làm việc lại để gần gũi với nhau, chăn gối để có được trẻ em cho cứu nước Nhật khỏi bị cái cảnh mà già đi và không có người trẻ. Kính thưa quý vị, câu chuyện này nó bùng lên một sự phản đối từ những giáo sư đại học, từ những nhà xã hội học, rồi tới những tổ chức của xã hội, rồi báo chí, và đặc biệt nhất là những người trẻ, người ta phản đối cái câu chuyện này. Cái chuyện riêng tư vẫn là chuyện của quyền của con người, cho nên không được, với tính cách là một viên chức của chính phủ của thành phố, không nên đem vấn đề này ra. Thì tôi thấy cái vấn đề ông này thì ông cũng hơi ông này cũng hơi thật lòng chút xíu. Ông nói một cái chuyện nó hơi quịch tạc ra thì nó cũng làm cho người ta để ý tới một cái vấn nạn không phải chỉ có nước Nhật không. Ở bên Pháp người ta có những cái chiến dịch để khuyến khích người ta đẻ thêm đứa thứ ba đó, chính phủ tặng bao nhiêu tiền. Có những nước bên Âu Châu như Thụy Điển, Thụy Sĩ cũng có những cái chương trình là đẻ thêm con thì được đi vacation, đi được nghỉ hè, được tiền thưởng và được tiền mà giống như là trợ cấp rất là đặc biệt cho những người nào sinh con nhiều. Có nhiều cái chính sách, nhưng mà chỉ có cái ông này ông đề nghị một cách nghĩa là rất là ông chê là những người bạn trẻ ham làm việc mà không nghĩ đến cái chuyện mà luyến ái ở trong cái phòng the. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi loan cái tin này như là một cái tin nó là vấn nạn xã hội, và là vấn đề mà thưa quý vị, ở bên những nước mà bắt đầu
tiến bộ, họ cũng có khuynh hướng là bớt đẻ. Và trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, thật sự đây không phải là vấn nạn của Nhật đâu, mà cả nước Mỹ hay là có một tất cả những nước tiên tiến đều ngại hết á. Ngay cả bản thân những người trẻ bây giờ hỏi quý vị muốn sinh con thêm không, ai cũng lắc đầu hết á. Tại vì á, ông bà mình á là trời sinh voi sinh cỏ, nhưng mà mình không có dạy được. Trời ơi, một đứa bé quá là cực luôn. Rồi mới sáng dậy là phải cho uống sữa xong rồi. Còn nhỏ xíu thì mình không có nói, còn nhỏ thì trong tay mình chăm sóc dễ. Đến khi mình đi học, trời, cái đoạn đó mới là cái đoạn phiền. Mình đi làm không có thời gian đưa đón, xong đâu phải đi học một ở trường không, đi học vẽ, xong đi học bơi. Học bơi xong bắt đầu là qua lớp computer science, rồi học bơi xong qua tới học rồi xong bắt đầu đi học cuối cùng, cuối tuần đi học đàn. Xong rồi còn phải dẫn các em đi sinh hoạt với lại hội đoàn này hội đoàn kia, cho nên nó tốn của ba mẹ quá nhiều thời gian và sức lực luôn, cho nên là tự nhiên cái mọi người đó làm biếng đẻ, đúng không? Đó cái này là một cái vấn nạn xã hội thật sự, tội nghiệp cho cái ngài thị trưởng này, một viên chức này là bây giờ nói thẳng quá thì hơi kỳ, phải xin lỗi, nhưng mà thực sự là cái này là ông nói thật. Dạ, mà bây giờ quý vị, những người trẻ đi hỏi muốn sinh con nữa không, ai cũng lắc đầu hết đó. Sinh đứa thứ hai là coi như giỏi lắm rồi đó. Thật sự cái đứa thứ hai là quá giỏi rồi, đừng nói tới đứa thứ ba là lắc đầu hết. Cho nên cái xã hội nó buộc mình phải vậy. Tại bây giờ mình không bỏ các con của mình được, phải chăm sóc, mà chăm sóc từng chút một. Và con người ta học đàn, không lẽ con mình không được học? Con người ta được chơi cái này, không lẽ con mình không được chơi? Đó, cho nên là phải dẫn đi, rồi phải cho học này kia. Cái đó mới là cái mệt. Nhưng mà thôi mình ráng, phải không? Chứ còn dân số già quá rồi không có một cái thế hệ kế tiếp để mà phát triển kinh tế cũng hơi phiền. Dạ, nhưng mà cái này là rất là tội nghiệp cho người này. Bây giờ mình nói vậy cũng không biết nói thì sao, thấy cũng tội cho ông thiệt. Dạ, thưa quý vị, tiếp đến là một bản tin liên quan đến vụ án của George Floyd. Tại vì phiên tòa vẫn đang tiếp diễn và hàng ngày Mỹ Linh vẫn cố gắng đưa cho quý vị thông tin về cái phiên tòa đã xảy ra. Thì phiên tòa ngày hôm nay có một chút thay đổi và có biến chuyển, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì người ta đã phỏng vấn đặc vụ chính luôn đó, là người đứng đầu trong cái cuộc điều tra về cái chết của George Floyd. Và người này chính là cơ quan giám sát hình sự của Minnesota. Ông này tên là James Richardson, đã được mời đến trong đến với lại phiên tòa ngày hôm nay và đã được coi một cái đoạn video clip, mà đoạn video clip này coi như là chiếu rất là rõ ràng và dài hơn những cái hành động mà bị nằm trên mặt đất của George Floyd. Và cuối cùng thì người ta đã hỏi ông một cái câu rất là gọi là sensitive và có thể làm thay đổi những cái nhìn nhận của bồi thẩm đoàn về Chauvin. Đó là hỏi là có phải ông đã nghe rằng George Floyd nói tôi đã ăn quá nhiều ma túy hay không? Đó, họ hỏi ông James Richardson khi mà được nghe cái đoạn video clip về cái chết của George Floyd khi mà bị đè rồi đó, thì George Floyd có nói một cái câu và nói ngắn và nhanh thôi, tại trong cái hơi thở gấp gáp nữa. Thì người ta cho ông nghe đầy đủ nhất có thể cái đoạn video clip đó và hỏi ông lặp lại nhiều lần, có phải ông đã nghe George Floyd nói rằng tôi đã ăn quá nhiều ma túy hay không? Thì lúc này ông Richardson nói đúng, có vẻ như ông ta đã nói như vậy. Rồi tiếp đến nữa, người ta đã sau đó thì ông ta nghe đến một cái đoạn nữa, thì người ta lại hỏi rằng là sau khi nghe nó trong đầy đủ các bối cảnh rồi, ông có thể cho biết là những gì ông George Floyd đang nói hay không? Và ông Richardson, người được phỏng vấn, nói đúng, tôi tin rằng chính ông George Floyd đã nói. Và tôi không phải là không có ma túy. Có nghĩa là lúc bị bắt, dường như George Floyd đã ăn rất nhiều ma túy. Đó. Và chính George Floyd trong cái câu nói cuối cùng đã thừa nhận rằng tôi đã ăn rất nhiều ma túy. Và trong cái phiên tòa này, khi mà được hỏi về cái người điều tra chính luôn đó, là tức là cơ quan trưởng của cơ quan điều tra liên quan đến cái chết của George Floyd, hỏi hai lần luôn. Hỏi đầu tiên, có phải rằng ông đã nghe ông George Floyd nói rằng tôi đã ăn quá nhiều ma túy hay không? Thì ông này nói đúng, dường như George Floyd đã nói câu đó. Sau đó thì nghe trong đầy đủ bối cảnh một cái đoạn video clip dài và hỏi thêm ông Richardson một lần nữa, có phải rằng ông đã nghe trong cái bối cảnh của toàn cái video clip đó, có phải ông đã nghe George Floyd nói điều gì ở đó hay không? Thì tiếp tục ông ta trả lời công tố viên Matthew Friend. Ông nói đúng, tôi tin rằng
George Floyd đang nói tôi không phải là không có ma túy. Đó, như vậy là khi mà cái đoạn clip đó được đưa ra thì rõ ràng là có những cái chi tiết mà có thể ảnh hưởng, thay đổi cảm nghĩ và tình tiết của vụ án liên quan đến George Floyd, thưa quý vị. Đó là những gì diễn biến của ngày hôm nay. Đó, hình như là ban kỹ thuật mình hết giờ phải không? Dạ. Ok, dạ đúng rồi, mình hết giờ rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật bình an, thật nhiều niềm vui. Và cũng như quý vị nào đang là một ngày mới thì chúc quý vị sẽ có một ngày thật là thành công. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai. Dạ, con chào bác. Vâng, kính chào quý khán giả và cô Mỹ Linh.